Nghe Lữ xin kính chào quý thính giả. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi có những tin tức sau đây. Lãnh đạo đảng nhà nước cần công khai tài sản trước. Ông Phúc đi Mỹ sẽ đạt lợi ích chính trị, kinh tế hay ngoại giao? Sau đây mời các bạn đón nghe. Lãnh đạo đảng nhà nước cần công khai tài sản trước. Nếu việc kiểm tra giám sát tài sản là nhằm khôi phục lòng tin của nhân dân, thì thì những người ở vị trí cao nhất ở trong hệ thống chính trị cần công khai tài sản của mình trước tiên theo nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội Việt Nam. Việc kiểm tra nên bắt đầu từ người lớn nhất lãnh đạo đảng và nhà nước. Ông Trần Quốc Thuận nói với BBC hôm 29 tháng 5. Họ cần lên báo công khai và nói cho mọi người dân biết rằng tôi chỉ có bao nhiêu tài sản đó thôi. Nếu vợ chồng con cái có những tài sản khác nữa thì đề nghị báo công khai trên mạng, báo chí cho báo chí tham gia để nhân dân phát biểu tham gia. Việc tuyên bố kê khai, công khai, kiểm tra tài sản là điều nói đi nói lại đã rất nhiều lần. Nhưng với cái bản chất nhà nước là của dân, do dân, vì dân, mọi quyền lực thuộc quyền của nhân dân thì để nhân dân kiểm tra là tốt nhất. Quan chức cũng nên sẵn sàng từ chức nếu bị chứng minh cho thấy là có tài sản nào khác ngoài số đã công bố luật sư thuận đề xuất thêm. Thế nhưng, ai dám kiểm tra. Theo quy định về kiểm tra giám sát tài sản vừa được thông qua hôm 23 tháng 5 thì có khoảng 1.000 quan chức thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quản lý rơi vào nhóm có thể bị kiểm tra giám sát tài sản. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Lê Thị Thủy được truyền thông ở trong nước dẫn lời. Diện kê khai từ 1.000 người là gồm từ cấp thứ trưởng trở lên. Ông Thuận nói với BBC tiếng Việt một trong những mục tiêu là nhằm phát hiện và xử lý tham nhũng theo nội dung quy định bà thủy được truyền thông việt nam đồng loạt dẫn lời khẳng định rằng việc kiểm tra sẽ không có dụng cấm kể cả với các trường hợp là quỹ viên bộ chính trị hay thành viên ban bí thư trung ương đảng báo người lao động dẫn lời bà thủy theo đó giải thích cái việc kiểm tra giám sát tài sản có thể diễn ra khi mà cơ quan tổ chức có thẩm quyền được hiểu được hiểu ở đây là Bộ Chính trị hoặc Ban Bí Thư lên kế hoạch kiểm tra. Bà Thủy nói việc lên kế hoạch đó từ nay trở đi sẽ không có lộ trình. Tuy nhiên, bà không nói rõ là lộ trình đó sẽ là định kỳ bao lâu một lần hoặc là vào thời điểm không xác định. Bên cạnh kế hoạch theo lộ trình, việc kiểm tra giám sát cũng có thể được thực hiện khi có kiến nghị, phản ánh, đơn thư, tố cáo có việc kê khai tài sản không trung thực hoặc khi có dấu hiệu vi phạm quy định của đảng nhà nước về kê khai tài sản, bà Thủy nói. Theo Nghị định 78 được ban hành hồi 2013, có khoảng hơn 1 triệu người làm việc trong bộ máy chính quyền các cấp phải kê khai tài sản thu nhập hàng năm, nhưng tỷ lệ bị xác định không trung thực là rất thấp. Theo VN Express, chỉ có 5 vụ trong năm 2014. Tuy nhiên, tuy nhiên ông Trần Quốc Thuận lại cho rằng cái tính khả thi của quy định phụ thuộc nhiều vào việc ai kiểm tra ai ai có quyền kiểm tra ai, ai dám kiểm tra ai và ai để cho người ta kiểm tra. Kiểm tra để biết, biết để làm gì? Nếu chỉ là hồ sơ lưu trữ, đụng đến mà không khéo là bị kỷ luật và thậm chí là có thể điều tra truy tố vì đụng chạm đến đời tư dân dân. Tuy nhiên, nếu kỷ luật thì có lẽ cần nhắc lại cái câu của nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Nếu kỷ luật hết thì không còn người làm việc, ông Thuận nói. Còn ngược lại, còn ngược lại nếu không làm cách thực chất sẽ chỉ làm cho người ta thấy nhàm chán bần cố nông khi được báo giới hỏi về việc công khai kết quả kiểm tra bà lê thị thủy cho biết ủy ban kiểm tra trung ương sẽ có thông báo và công khai đầy đủ đến các cơ quan báo chí và nhân dân bà cũng lấy ví dụ về việc sử dụng bản kê khai tài sản của người được bầu trong mỗi lần bỏ phiếu chọn cho quốc hội khóa mới tuy nhiên luật sư trần quốc thuận kể trong thời kỳ ông làm việc tại quốc hội, và sau này khi hỏi thăm thêm thông tin, thì hầu như những bản kê khai tài sản đó đều là bần cổ nông hoặc dạng nghèo. Nhưng rồi đùng một cái, nào là biệt thự, villa, đất đai, nhà cửa, chứng khoán này nọ, dân dân, thì cái đó ít có người truy từ đâu mà ra. Cho nên cái việc kê khai nguồn gốc thu nhập là chuyện nên làm, nhưng, nhưng đã quá trễ rồi. Không ai cứ chờ đợi những lời hứa hẹn rằng phía trước bãi sa mạc là những rừng bơ. Cứ như thế, người ta nghe, người ta cũng chán. Ông Phúc đi Mỹ sẽ đạt lợi ích chính trị, kinh tế hay ngoại giao? Trong khu khổ chuyến thăm từ ngày 29 đến 31 tháng 5, dự kiến ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, tiếp xúc một số nghị sĩ và bộ trưởng, dự tỏa đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, phát biểu tại Quỹ Di sản tới thành phố New York để hội kiến tổng thư ký Liên quốc và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Hôm 29 tháng 5, Tiến sĩ Lê Dĩnh Triển, từ Đại kinh tế thành phố Hồ Chí Minh nói với BBC: "Tôi nghĩ chuyến thăm Mỹ của ông Phúc có ý nghĩa về mặt ngoại giao, có thể tạo trong ấy một dấu ấn trong quan hệ quốc tế, chứ có thể là không mang đến một kết quả kinh tế hay chính trị gì đáng kể." Tuy nhiên có một chút thú vị là gì? hai ông Phúc và Trump đều có vẻ thực dụng. Ông Trump thì chú trọng vấn đề nước Mỹ được gì về mặt kinh tế là chủ yếu. Còn ông Phúc thì có vẻ cũng không đặt nặng đến các vấn đề khác ngoài tăng trưởng kinh tế. Trước khi có chuyến đi chính thức tới Hoa Kỳ, Thủ tướng Phúc trong cuộc trả lời phỏng vấn với Bloomberg hôm 27 tháng 5 nói rằng ông tin tưởng mức tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ đạt mục tiêu 6.7% mà chính phủ đề ra trong lúc đảm bảo giữ lạm phát ở mức 4%. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận đây là mức tăng trưởng rất khó đạt được. Trong bối cảnh nước Mỹ của ông Trump chủ trương bảo hộ mậu dịch, thì bài toán kinh tế đặt ra cho Thủ tướng Phúc không phải đơn giản, tiến sĩ Lê Vĩnh Triển nhận xét. Làm sao? Làm sao để Mỹ mở cửa thị trường cho xuất khẩu Việt Nam? Làm sao hấp dẫn đầu tư Mỹ vào Việt Nam? Thậm chí, việc khuyến khích đầu tư Việt Nam tại Mỹ cũng không dễ là vì Mỹ đang muốn chính các công ty Mỹ tạo công ăn việc làm trên đất Mỹ. Như vậy, nếu Thủ tướng Phúc làm được ít nhiều những việc này thì đã thành công. Tính hình thức Vì thế, có thể chuyến thăm sẽ không có kết quả gì đáng kể về mặt kinh tế. Thay vào đó là những nhắc nhở từ phía Mỹ về mặt nhân quyền dân chủ kêu gọi cải cách chính trị trong bối cảnh chính quyền Trump cũng không thực sự quan tâm lắm về vấn đề đó ông triển cho biết thêm chưa bao giờ chưa bao giờ mỹ ở vị thế mà tiếng nói kêu gọi tôn trọng các giá trị dân chủ nhân quyền cải cách chính trị lại có thể mang tính hình thức như lúc này tuy vậy điều này lại có cái hay là làm cho việt nam tự nhận thấy rõ hơn đây là vấn đề của chính mình nếu muốn không lệ thuộc ngày càng quá mức vào trung quốc một quốc gia bất chấp các giá trị phổ quát và thực dụng xem ra còn hơn Mỹ rất nhiều. Tình hình Việt Nam đang rất bi đát về hướng cải cách thể chế và bảo vệ môi trường. Và những việc này không cho thấy là kết quả trực tiếp từ điều hành của cá nhân ông Phúc. Cho nên, nếu không chỉ quan tâm đến hình thức của chuyến đi, ông Phúc có thể nhấn mạnh mong muốn Mỹ trợ giúp giải quyết những vấn đề này. Nếu đạt được một cam kết nào đó về việc này, chuyến đi có thể xem như thành công theo giáo sư Jonathan London, Đại học Leiden ở Hà Lan, thì thách thức lớn của chuyến thăm Mỹ của ông Nguyễn Xuân Phúc là tìm ra hướng để đôi bên cùng có lợi. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đáng lưu ý là tốc độ tăng trưởng trong giao thương của Việt Nam với Hoa Kỳ. Ông London viết ở trong bài đăng trên trang web của Diện nghiên cứu quốc tế và chiến lược CSIS. Ông viết như sau. Hiện tại, Việt Nam xuất khẩu nhiều hơn sang Hoa Kỳ hơn bất cứ quốc gia Đông Nam Á nào khác. Đến cuối năm 2016, kim ngạch thương mại Việt Mỹ không bao gồm dịch vụ giữa hai nước đã đạt 50 tỷ đô la mỗi năm và được dự báo là sẽ tăng lên 80 tỷ đô la trước năm 2020. Đặc biệt, xuất khẩu sang Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng 1 phần tư tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Cũng liên quan đến chuyến đi Mỹ của ông Phúc, tờ South China Morning Post hôm 29 tháng 5 cho hay, dưới quan sát nhận định dưới thời Tổng thống Trump, Mỹ đang lặng lẽ rút khỏi Biển Đông, việc cơ bản cho phép Trung Quốc có thể tăng bá quyền tại khu vực này. Việc Mỹ thoái lui gây bất lợi cho các quốc gia như Việt Nam là một củ cà rốt lớn để đổi lại sự giúp đỡ của Bắc Kinh trong vấn đề Bắc Hàn, điều mà Trump cần và sẵn sàng thỏa hiệp. Báo này viết hôm nay cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe nhớ bấm nút like share video cũng như đừng quên bình luận xin cảm ơn